và Đông Triều sẽ lần lượt trình bày 4 tác phẩm. Thứ nhất là bài Mi Favorita, thứ hai là bài Las Bodas de Luis Alfonso của David Moreno, thứ ba là bài Pica Pica hay còn gọi là Van Vecerano Tradition, và thứ tư là Bolero Flamenco của Juan Serrano. Thank you.
Mika. Thank you.
thời gian của em học với thầy Cam Sành thì không có đâu, nhưng em cũng tỏ ra rất là xuất sắc, tiếp thu được rất là nhiều những kỹ năng về flamenco. Sau đây xin giới thiệu em guitarist Nhật Anh sẽ trình bày chúng ta hai tác phẩm là Semiranas của Juan Serrano và Autumn Leaves của David Moreno, cũng là chiến lá mùa thu. Đây là hai bài mà tâm đắc của nhạc sĩ Cam Sành, chính thầy ghi lại từng nốt và dạy cho học trò. Tuần nào là em về ca này cũng đến để tập đàn và đàn và thầy Cam Sành nghe. Em thứ ba, tôi thứ năm và thứ bảy, mấy anh em gặp nhau rồi, xin mời em. Thank you.